Ngoài anh xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này ngọc anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà diện tích 52 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, vị trí thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này diện tích rộng, có sân cổng riêng thực tế, đường ngõ gần với đường ô tô, vị trí đi lại thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Đây là đường ngõ trước nhà. Ngõ này thì không phải là ngõ thông, tuy nhiên thì nó không phải là căn cuối cùng quý vị nhé. Và ở đây thì có hai căn diện tích 50, 52 m. Hướng nhà là hướng Đông Nam với cái phần sân cổng riêng thực tế đây. Ở phần tầng 1 thiết kế riêng để xe máy, cách với đường ô tô khoảng tầm 100 m, vị trí đi lại rất là thuận tiện, gần trục đường quốc lộ 6, gần bến xe Yên Nghĩa, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại thuận tiện. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong. Với cái phần để xe riêng này thì chủ nhà thiết kế là lợp mái tôn cho quý vị và mời quý vị theo chân ngọc ánh vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Hướng Đông Nam với cái căn nhà này thì mặt tiền của nó được 3,4 m mọi người ạ. Tầng 1 thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với phần không gian tầng 1 thì ngoài cái phần ở ngoài kia là chủ nhà đã thiết kế cổng riêng thì ở trong này chỉ thiết kế một lớp cửa, đó là lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp, và ở đây thì là có cả một lớp cửa sổ nữa. Căn nhà này thì còn một chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa là xong hết, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay trong ngày. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều lắp đặt đầy đủ cho quý vị, hệ thống điện nước đầy đủ. Đây là phần không gian phòng bếp và đây là phần không gian phòng khách. Với căn nhà diện tích rộng cho nên thiết kế cho quý vị tương đối là hài hòa, phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Phòng bếp thì tủ bếp chủ nhà thiết kế đầy đủ toàn vẹn cho quý vị. Tủ bếp là tủ gỗ, mặt bếp ốp đá granite và phụ kiện bếp lắp đặt xong hết rồi. Đó. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao. Phường Đồng Mai cũng là một trong những phường gần như nó nằm cuối Hà Đông. Đồng Mai, Yên Nghĩa, Biên Giang là cuối Hà Đông. Tuy nhiên, vậy cho nên là cái quỹ đất của nó còn nhiều và giá bán nó hợp lý. Với căn nhà này cũng vậy, diện tích rộng, giá bán 2,5 mà sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế, có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Những căn nhà này quý vị có thể trả trước tối đa tầm 700 đến 800 triệu tiền mặt. Còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất, tối đa 30 năm, tối thiểu 3 năm, và hiện tại lãi suất cho vay cực kỳ là rẻ, chỉ hơn 6 chấm thôi. Ngoài phòng khách, phòng bếp để xe thì tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh ở dưới, đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị ở phần tầng 1 ạ. Nói chung nhà có sao thì em quay review chuẩn chỉnh cho quý vị như vậy, quý vị hoàn toàn yên tâm. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ, ngăn cách giữa bậc cầu thang cũng như là phần cửa chính thì ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách CNC. Tầng 1 như vậy ngọc đã review cụ thể đường hướng hướng nhà là hướng Đông Nam, vị trí thuộc phường Đồng Mai và giá bán rồi, thuộc quận Hà Đông, đi lại thuận tiện, rất là hợp lý, diện tích rộng dành cho quý vị nào mà không thích hai dãy đối mặt vào nhau ấy. Còn mời cùng theo em lên khám phá tiếp theo ngôi nhà. Phía tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng là hai phòng ngủ, thoáng trước thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng vào trong phần ở bên đằng sau này. Đằng sau của ngôi nhà thì là có một cái vườn của hàng xóm cho nên còn tương đối là thoáng. Trong phần phòng ngủ của ngôi nhà thì thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Rồi cửa sổ thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Và tất cả các cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ ạ. À, hôm nay thời tiết nó lạnh quá nên là Ngọc Ánh đang là bị cảm mọi người ạ. Nên là nghe cái giọng nó có vẻ hơi hơi ồm một chút. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài. Với phần phòng ngủ này thì hướng ra phần mặt ngõ. Nói chung phòng nào cũng được chủ nhà thiết kế đầy đủ ánh sáng, thông thoáng cho quý vị. Quan trọng là tất cả mọi cái nhà Ngọc Ánh quay review cho quý vị pháp lý 100% chuẩn chỉnh, sổ sách đầy đủ, công năng sử dụng hợp lý tùy vào cái mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn đâu thì nhà có như thế nào thì em cũng review như vậy thôi. Đây là phần phòng vệ sinh.
Phân phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ đầy đủ hết thiết bị vệ sinh sử dụng bên trong, đáp ứng công năng hài hòa cho một hộ gia đình với bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm, lavabo. Đó. Và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và trên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như tầng 2. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là căn nhà này có 4 phòng riêng. Giá bán hơn 2 tỷ, vị trí thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông. Từ vị trí ngôi nhà này cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 3 km. Đó, đi lại cũng tương đối là thuận tiện, hoặc quý vị có thể đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Thanh Oai, đi làm ở Hà Đông hoặc đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân đều rất là ok. Chợ Trường Phường Trạm cách vị trí ngôi nhà một phạm vi bán kính 1 km quay đầu đầy đủ hết cho quý vị. Phòng vệ sinh tầng 3. Với phân phòng vệ sinh thì tầng 2, tầng 3, tầng 1 đều được chủ nhà ốp gạch. Trong nhà rất là sạch, trong phòng vệ sinh rất là sạch sẽ. Tất cả các cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Còn đây là phần phòng ngủ tiếp theo ở tầng 3. Cửa sổ thông thoáng. 4 phòng riêng. Với một hộ gia đình thì 4 phòng ngủ đã rất là đầy đủ rồi đúng không ạ? Quý vị nào mà nhà đông người ở thì rất là phù hợp. Còn nếu như mà hai vợ chồng với lại một hai em bé ở thì vẫn thừa phòng luôn ấy ạ. Và mời theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và hiện tại ngoài đang đứng ở phần tầng cuối cùng của ngôi nhà tầng 4. Ở tầng 4 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 thiết kế công năng để phòng máy giặt riêng. Đó, một phòng thờ riêng. Đây. Phòng thờ tương đối rộng, thoáng. Và phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Như vậy, em đã quay chuẩn chỉnh cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà rồi. Mọi người muốn tìm hiểu, thắc mắc cũng như là tư vấn và đi xem nhà thực tế thì cứ liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà, chọn lựa cho mình căn nhà mơ ước nhất. Hiện tại quỹ căn của bên nhà tốt có những căn giá chỉ hơn 1 tỷ, vị trí là thuộc huyện Chương Mỹ mọi người nhá. Mọi người muốn tìm hiểu cứ liên hệ ngay với em theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.